Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay em xin chia sẻ một vài thao tác sử dụng và cài đặt đối với dòng âm ly khủng long của hãng Beoner, model là SC190. Và máy này thì nó sẽ có một cái cấu hình cực khủng luôn nha anh em, với trọng lượng của nó lên tới là 35,5 kg và một cái size cực lớn luôn, với kích thước chiều ngang của máy là 440 mm và chiều cao lên tới là 247 mm nha. Những cái dòng âm ly thông thường thì nó chỉ cao tầm khoảng 170 mà thôi, và chiều sâu của nó là 479 mm. Và đây được mệnh danh là một trong những dòng âm ly khủng long và gọi là thần bảo Susano, bởi vì nó thiết kế là khủng long bảo chúa như là một vị thần ở Nhật Bản nha. Thần bảo Susano. Và dòng này thì nó sẽ được thiết kế với một cái sức mạnh của một vị thần, như là mô tả cho một cái âm thanh tuyệt vời và công suất đáng kinh ngạc của chiếc đi khủng long đã được hãng đầu tư khá là kỹ lưỡng. Trong này thì nó sẽ có kết nối HDMI, anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao từ ngục và HD từ bên ngoài, và cổng quang chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Đối với chiếc đi Beoner SC190 này thì nó sẽ có thiết kế là mặt gương bóng Beoner sang trọng nha, và nó sẽ có thiết kế một cái màn hình LCD là 5.1 inch nha. Và với màn hình này thì nó sẽ có khả năng để hiển thị cổng video từ bên ngoài đưa vào. Và đây là dòng âm ly 10.2 kênh nha. Và đây là 10 cái đèn tượng trưng cho là 10 kênh nha. L1 cho tới L5 và R1 cho tới R5. Dòng này thì nó vẫn cho chúng ta cái chức năng điều chỉnh equalizer với nhiều bộ nhớ điều chỉnh và chỉnh được bass chép đầy đủ nha. Thì đối với một chiếc âm ly đa kênh, nếu như chúng ta không điều chỉnh và cài đặt đúng thì nó sẽ không phát huy hết tất cả những cái tính năng ở bên trong nó, và âm thanh nó sẽ rất là dở nha nam. Và đầu tiên nhìn anh em sẽ thấy là nó chia ra làm hai phần nha, một phần rê và một phần men nha, nhưng thực ra là nó là nguyên một khối luôn nha nam. Với thiết kế công suất thông thường là 140W một kênh, và công suất maximum của nó lên tới là 200W một kênh nha, và tổng công suất của nó là cho 10 kênh là 14.000W. Công suất cực khủng luôn nha. Em xin lỗi, là công suất cho 10 kênh là 1.400W nha. Và ngoài ra nó vẫn có kết nối cổng USB, thì với cổng USB này thì anh em có thể chơi nhạc số, nhạc MP3, WMA đầy đủ luôn nha. Rồi về sử dụng con này nha, đây là nút tắt mở nguồn nè, và đây là chức năng để thay đổi ngõ vào, chức năng để chỉnh volume. Ngoài ra những cái chức năng khác thì nó tất cả đều nằm ở trên cái điều khiển từ xa nha. Và đây là khiển zin theo máy luôn. Khi mà mở nắp cấp này ra thì nó sẽ có trước những cái chức năng điều chỉnh và cài đặt ở bên trong. Và sau đây em xin chia sẻ về cái thao tác cài đặt trước nha. Và cái màn hình này thì nó sẽ có hai chế độ hiển thị nè, View LCD nè, hoặc là những cái thông tin cài đặt của máy nha. Rồi đầu tiên anh em nhấn vào nút Setup nè, thì nó sẽ cho chúng ta những cái thông tin ở trên cái màn hình đây. Và đầu tiên ta sẽ cài đặt là Menu Speaker Setup nha. Thì nó sẽ hiển thị những hai cái thông tin, một cái thông tin ở trên cái màn hình của máy và một cái thông tin trên màn hình kết nối HDMI nha. Đây là một cái màn hình rời bên ngoài. Và tất cả loa thì anh em nên lựa chọn là loa LAT nha, loa lớn nha. Rồi center cũng vậy nha, tùy theo cái nhu cầu thì ta có thể lựa chọn loa nhỏ hơn. Sub là lựa chọn nhân 2. Rồi sau khi cài đặt xong, ta sẽ nhấn trở ra tới cái mục là Channel Level. Thì tại mục này ta phải tăng hết tất cả những cái volume ở bên trong nó nha. Thì nó lúc này nó sẽ nạp vào cái bộ nhớ bên trong nè. Memory số 1 nha. Enter. Rồi nó nạp bộ nhớ bên trong nha. Rồi anh em giảm nhỏ volume lại nha. Rồi tất cả các kênh em đều tăng volume hết lên. Trở ra để nó nạp vào bộ nhớ nha. Tất cả đều đang ở trong bộ nhớ memory số 1. Và tiếp theo nữa là cái điều chỉnh equalizer. Anh em vào mục là số 3 nha, MCACC. Và di chuyển xuống mục là số chữ E nha. Rồi, anh em sẽ thấy là memory 1 nè. Enter. Lúc này nó sẽ nạp vào cái bộ nhớ nha. Rồi, tại đây ta cũng có thể điều chỉnh các kênh nha. Và kênh L nè, kênh L nè. Rồi ta thay đổi nè.
kênh center là mũi tên trái phải nè. Tại đây em đã cài đặt cho kênh left right rồi nha. Những cái kênh khác thì anh em có thể tham vào cái mục này để mà điều chỉnh nha. Tần số 63Hz là tần số bass mềm nè. Tần số 125Hz đó là tần số bass chung nè. Tần số 1kg là tần số mid nè. Tần số 2kg là tần số mid và chép nè. 4kg nè, 8kg và 16kg nha. Rồi sau khi cài đặt xong thì ta sẽ nhấn trở ra. Lúc này nó sẽ nạp vào bên trong cái bộ nhớ memory số 1. Trở ra. Và như vậy đó là cái thao tác để cài đặt ban đầu nha. Khi mà cài đặt những cái thông tin này thì âm ly của chúng ta nó sẽ phát huy tối ưu về cái phần công suất âm thanh cũng như là cái chất âm nha. Rồi nhấn nút view này để mà tắt cái chế độ xem cài đặt nha. Và hiện tại là em đang kết nối cái ngõ CTV, đó là cổng quang nha. Và em cắm cái đường video in vào cái ngõ TV đây. Đây là ngõ TV nha, TV. Tuy nhiên cái cổng analog này em không có cắm vào. Và đây là cổng video nha. Anh em lấy cái tín hiệu video từ cái đầu phát Android cũng được nè. Cũng như là đầu đĩa nè, cổng video nha. Cổng AV bông sen màu vàng nè. Đưa vào thì nó sẽ hiển thị ở trên cái màn hình của chúng ta. Và đây là cổng HDMI in số 1 nha. Em lấy tín hiệu từ đầu đĩa HD đưa vào, out sẽ xuất sang TV nè. Rồi cổng TV cổng quang nè, TV đang kết nối với âm thanh bằng cổng quang nha. Anh em có thể lấy tín hiệu từ Smart TV xuống nè. Rồi cổng analog ha. Analog thì anh em có thể thêm vào đây. Nó sẽ đây đi. Và phía trước ta chọn analog thì nó sẽ hoạt động nha. Con này thì là một trong những dòng âm ly khủng của hãng Pioneer. Model của nó là SC190, điện áp 100V và công suất là 550W. Và còn Real nữa nha. Đây, Real, anh em xem là Real nha. Real lo chính nè, lo front nè. Lo center, hay lo center, surround, surround nè. Hai kênh phụ nè. Rồi, subwoofer hai cổng luôn, 10.2 kênh. Rồi hiện tại là em đang kết nối cái ngõ TV nha, TV bằng video thì nó sẽ liên thông với cái ngõ out HDMI control này luôn. Nó sẽ truyền ngược hình ảnh lên đây luôn. Và như vậy là cả hai nơi đều có hình ảnh nha. Đây, hình ảnh của cái TV bằng cổng quang nha. Đây, để xem cái màn hình thông thường. Đây, cổng TV đây. Rồi muốn xem cái video của cổng TV và những cái view này, LCD view nha. Mr. Disco. Tắt cái view. Rồi em sẽ chuyển sang cái màn hình của âm ly nha, cài đặt âm ly. Rồi lúc này nó sẽ chuyển sang những cái thông số cài đặt và trên đây nó vẫn hiển thị là cái màn hình của cổng video nha, video của TV. Âm thanh là âm thanh cổng quang nha. Rồi tại đây ta sẽ nhấn là audio nè. Memory số 1 nha, anh em sẽ thấy là em đang cài đặt memory số 1 nè. Em sẽ chuyển sang memory khác nha, anh em sẽ thấy là chất âm nó sẽ hay hơn rất là nhiều nha. Rồi âm thanh là ban đầu là rất là dở nha, rồi rất yếu nha. Thì để đánh giá một chiếc âm ly đa kênh thì anh em bắt buộc phải xem và cài đặt đầy đủ thông tin hay chưa nha. Và như vậy là ta mới đánh giá đầy đủ đúng nha. Rồi memory số 3 cũng vậy nè, số 4 cũng vậy nè, số 5, số 6 cũng vậy nha. Rồi off nè, số 1 nè là hay nhất nha. Mũi tên xuống nè, anh em sẽ thấy là AV on nè, AV on nha. Off AV là ta chuyển ngang nha. Midnight Lowness nè. Rồi tone nè, mở lên on nha. Và để điều chỉnh bass chép nè. Rồi nhấn xuống là bass nè, cộng bass lên nè, trừ bass nè, chép nè, cộng chép trừ chép nè. Rồi chức năng tăng cường âm thanh kỹ thuật số nè, SRTRV nè. On lên nó mới hay hơn nha. Off nè. On lên nè. On lên thì âm thanh nó sẽ bén hơn rất là nhiều về tiếng chép nha.
Rồi đây là đèn chỉ thị tất cả kênh ngõ vào nha anh em. Và để sử dụng cái chức năng này thì ta phải sử dụng bằng cái remote này nha. Rồi, em sẽ bỏ pin vào để thử luôn. Rồi em bỏ pin vào. Đây. Đây là các chế độ âm thanh nè. Direct nè. Stereo nè, surround nè, advanced surround nè. Rồi em sẽ nhấn là nút stereo nha. Rồi anh em sẽ thấy là hai kênh loa ở hai bên mà thôi nha, hai đèn. Đây, đây hiển thị stereo mà thôi. Còn sử dụng là chế độ là tất cả cái loa nè, anh em nhấn advanced surround nè, nhấn nhiều lần nè. Rama nè. Rồi ta xem cái chế độ âm thanh nha. Nó là chế độ EST Stereo Classico Rock nè. EST Stereo nha. Rồi tất cả kênh hoạt động đèn đuốc đầy đủ luôn nha. Rồi. Rồi đó là cái cổng quang nha, cổng quang cổng TV nha. Rồi em sẽ chuyển sang cái cổng nè, cổng HDMI nè. Em đang kết nối là cổng HDMI số 1 nha. HDMI đây. HDMI đây. Xoay nha, nó sẽ là số 1 nè. Rồi lúc này là cái màn hình ở trên đây là nó sẽ chuyển sang là HDMI nha. Và cái màn hình này thì nó sẽ không còn hiển thị được những cái thông tin từ cái cổng video nữa nha. Anh em nhấn nè. Thế nè. Kênh nó select nha. Lúc này thì nó sẽ ưu tiên là cái phần hiển thị về thông tin cài đặt thôi. Và phần HDMI thì nó sẽ đưa vào âm đi xử lý về phần âm thanh và hình ảnh, sau đó hình ảnh sẽ được xuất sang cái TV nha. Và đây là cái màn hình của HDMI đây. Rồi em sẽ test cái âm thanh của nó luôn. Rồi em sẽ chuyển sang tại nhà khác nha. Anh em sẽ thấy là âm thanh nó hay hơn rất là nhiều nha. Rồi hai kênh nha, anh em chú ý là những cái tên của nó nha. Trong này thì nó sẽ chơi được BY luôn nha. Hai lô nè. Hai lô nè, center nè, surround nè, from left from right nha. Rồi một lò nè, hai lò nè. Ba lò nè. Bốn lò nè. Năm lò nè. Sáu lò nè. Bảy lò nè. 8 lò nè, 9 lò nè, 10 lò nè. Rồi em đã thử hai cổng nha, cổng HDMI nè, cổng quang nè. Rồi tiếp theo nữa là chơi luôn cổng USB luôn cho anh em nha. Dòng này thì chơi được USB MP3 Wave nha. Rồi ta sẽ chuyển sang là Gallery nha anh em. Đây Gallery đây. Gallery đang hiển thị là hai kênh đây, hai loa nha. Nhấn Enter. Đã chuyển sang server rồi. Rồi anh em di chuyển xuống là USB nha. Có thể xem được cái màn hình ở đây hoặc là cũng có thể xem màn hình nè. TV HDMI, Enter nè. Rồi tại đây là ta chọn nhạc là nhạc OK nha. Con này thì cái đời này chưa hỗ trợ plug đâu nha anh em. Rồi Enter. Rồi chọn bài luôn. Rồi
rồi kiểm tra xem đã chỉnh được cái bộ nhớ memory rồi. Chưa có tone nha. Anh em chú ý mà khi mà sử dụng thì phải nhớ là mỗi cái ngõ vào nó sẽ nhớ nha. Cái ngõ vào này chưa chỉnh. Rồi STRV online. Rồi muốn sử dụng dù lo thì ta nhấn Advanced Surround nha. Action nè, Rama nè. Ono. STTU. Rồi đó là chức năng để chơi Yuppie nha. Muốn xem về các màn hình thông thường thì ta nhấn nó không cho nữa nha, đang chế độ là Yuppie. Rồi trở về đây, thay đổi cầm vào. Đây là cầm analog nè. Rồi sử dụng con này thì cũng rất là đơn giản nha anh em chịu khó tham khảo những cái thông tin chi tiết của em thì có thể sử dụng được nha. Con này thì bắt buộc chúng ta phải có cái điều khiển nha thì mới được chọn được các chế độ âm thanh nha, bởi vì chế độ âm thanh là nằm trên điều khiển nè. Đây là khiển zin đúng đời nha, và anh em chú ý là cái cầm tắc gạt phải đúng vị trí nó mới hoạt động nha. Đây là khiển zin thang máy luôn. Một số cái chức năng ở phía dưới là chỉnh pha nè, HDMI nè, đầy đủ luôn nha, MCACC. Rồi trên đây là video về một vài thao tác sử dụng và cài đặt đối với dòng Pioneer model là SC90 nha. Anh em muốn hiển thị cái màn hình này thì cứ theo cái kết nối của em nha, đưa cổng video vào và nó sẽ liên thông với cổng HDMI out của cái Ampli và ta sẽ hiển thị nha. Còn cái cổng HDMI thì nó sẽ không hiển thị được trên cái màn hình này đâu nha. Đây là một cái hạn chế của dòng Pioneer khủng long SC90 nha, chỉ cổng video mà thôi. Tuy nhiên chất âm của con này khá là hay nha anh em, đã được hãng đầu tư là cực kỳ kỹ lưỡng luôn. Anh em sẽ thấy là về cái kích thước cũng như là cái trọng lượng của nó thì đã được hãng đầu tư như là rất là chỉnh chu, từ thiết kế cho tới cái kiểu dáng và cái chất âm nha. Và nó đã sử dụng riêng một cái tên gọi là thần bảo Susano, thì đó là hãng đã đầu tư tất cả những cái tâm huyết cho chiếc Ampli, được coi là thần của biển cả, gió và bão tố, để lấy cảm hứng từ sức mạnh của vị thần này để miêu tả cho một chiếc Ampli đã được hãng đầu tư về âm thanh tuyệt vời và công suất là đáng kinh ngạc nha. 10 kênh, mỗi kênh là 140W, đó là công suất tầm thường nha. Trọng lượng lên tới là 35,5kg. Và đây là một chiếc Ampli rất là đáng sở hữu và sưu tầm. Và con này thì em đang có giá tốt tại kênh Vinh Thành Audio nha. Anh em muốn sở hữu thì liên hệ trực tiếp em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.